Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winnie X, cái bản nâng cấp cực kỳ chất, đến từ một bài cờ đất nước hình chữ S. Cái chiếc Winnie X đồ hôm nay sẽ đem đến cho nhiều anh em một cái cơ hội nhìn ngắm và mở mang tầm mắt, khi nó chính là cái chiếc Winnie X đồ chỉ nhất nam hiện đại, số cho mình một cái biển số ngũ quý siêu đẳng cấp và đầy ấn tượng. Chủ sở cái chiếc Winnie X đồ hôm nay chính là anh Phan, đến từ vùng đất Bình Thuận, một tay chơi thứ thiệt sủ cả một dàn xe biển số khủng, đặc biệt ưa thích tận dụng những món đồ chơi hàng hiệu để nâng tầm giá trị cho cái dàn xe cưng của mình, chứ không cực đoan như chuyện sửa xin để mua bán sang tài. Đây là cái chiếc xế độ mới nhất trong cái bộ sưu tập của anh ta. Anh Phan đã thay đổi và nâng cấp vô số những hạng mục trên cái nền tảng nguyên bản, chẳng hạn như thay đổi một cái bộ ốp đầu bằng những món phụ tùng chính hãng Honda của mẫu là Winnie X thế hệ 2022 có cái độ thẩm mỹ cao hơn, đồng thời bổ sung thêm hệ thống cái đèn nhằm cải thiện hiệu năng sáng tốt hơn ở hốc bên dưới đèn lái và được đèn trở sáng phía bên tay lái của dàn xe. Một bộ mâm trước to bản ngày nào trên cái chiếc Winnie X đã được thay mới bằng một cái mâm của Racerboy 6 cây, cái bản là 1.85 inch, thích hợp với kích cỡ vỏ là 70-90 thanh thoát, trong khi vỏ zin của chiếc Winnie X là 90-80. Phiên bản mâm Racerboy này có thể lắp đặt hoàn toàn như zin, đi cùng để thắng nguyên bản và có luôn vị trí cố định cái vòng ABS. Phần heo trước là cái dòng Anchorvedic 4 bit đối xứng to bản. Chắc chắn là quá trình lắp đặt hoàn chỉnh sẽ không gặp ít nhiều khó khăn, bởi vì nó sẽ cả cứng và cái nền cam của Racerboy to bản, bắt buộc người chủ phải canh chỉnh một cách tỉ mỉ để tránh trường hợp xảy ra có thể xoay bánh một cách trơn tru mượt mà heo phải ăn hết được 1% bề mặt lửa đĩa. Cái chiếc xe hôm nay được nâng cấp cái dòng mâm Racerboy 6 cây cho cái dàn chân trước, nhưng hiện tại dàn chân sau là mâm Racerboy 3 cây, một sản xuất dành cho cái dòng Exciter 100, nên quá trình nâng cấp bắt buộc phải thông qua nhiều cái công đoạn xử lý rất là phức tạp, sao cho mâm phải tâm sự tâm ngay tâm với cái mũi dẹt. Và trước khi làm được chuyện đó thì người chủ đã phải mua đến 2 cặp mâm, lấy lỗ cái cặp mâm rồi tiến hành trao đổi. Đĩa thắng sau chính là đĩa 128 Racing kết hợp cùng heo thắng của Anchor 2bit, phiên bản nhôm đúc hiếm người chơi Việt Nam và vô cùng ít thấy. Dù chưa bỏ cái bằng chơi sên, nhưng cái độ sắc sảo của cái đôi cụ đĩa CNC đi cùng đĩa tải CNC mà người chủ đã nâng cấp cho con xe cưng của mình đã được phô diễn trọn vẹn nằm dưới cái che chắn của chơi sên xin. Cái cộng sên vàng mà các bạn đang nhìn ngắm là cái sên ED, y máy, nó không ồn ào và cũng không nhanh giãn như cái dòng sên xin. Cái bản độ đầy tâm huyết, không lạc nhịp về cái màu sắc, người chủ đã quyết tâm nâng cấp cái phục Racerboy DB2 Plus sản xuất dành riêng cho Winnie X, Winnie 10 và cả Solid tận dụng, đều áp dụng hiệu năng nhún nhảy hầm hố và có chức năng điều chỉnh khiến cho diện mạo dàn chân sau nó trở nên cao hơn. Với cây bô nguyên bản to tướng thì người chủ đặc biệt tìm kiếm một cái dòng bô Umat Racing sản xuất cho cái dòng Winnie 10 thay thế cho con xe cưng. Mẫu bô này sở rất nhiều các ưu điểm đặc cảnh bô zin, tối ưu hóa hiệu sức động cơ, đem đến nét đẹp nuột nà cho diện mạo và đặc biệt không khiến cho người đi đường xung quanh khó chịu khi chạy đèn đỏ. Toàn bộ cái mặt hậu trên cái chiếc Winnie X dường như đã thay hình đổi dạng hoàn toàn, đủ thứ như món đồ chơi như tay giắt LC 100 chính hãng của Malay, ba cặp của CV, che của ASX 150. Những gì không có món đồ chơi nào có thể so bị được với cái chiếc biển số lần ngũ quý 4 rất là đẳng cấp, biểu trưng cho cái sự sung mãn về cái sức khỏe lẫn tinh thần. Theo người chủ chia sẻ, cái chiếc Winnie X ngũ quý 4 lọt vào tay của bản thân anh ta đã chia được khoản tiền lên tới là 105 triệu đồng để sưu tập được em ấy. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Vario dọn kiển hút hồn người xem đi cùng Kenbo hàng hiệu hơn 10 triệu. Đây là cái dòng Vario 110 cái đời 2018-2019, nó đang cũng rất hút khách ngày nay với những cái bản độ ra đời rất là dày đặc, từ dọn kiển đến dọn máy rất quen thuộc với chúng ta, và cái chiếc xe hôm nay cũng là như vậy. Cái dàn đầu nhỏ bé nơi Honda Indo đã cố tình thiết kế lộ ra những chi tiết bên trong cho người chơi dễ dàng độ chế. Rõ ràng chúng ta thấy người chủ đã trang bị tay thắng của Rainbow Asset kết hợp tay con giúp em một cách chỉnh chu nhất. Tuy nhiên cái phần nhựa bóng không cần cắt đi quá nhiều so với các dòng xe đang có mặt thị trường ngày nay. Việc chơi lộ ra cái cụm công tắc cũng có lợi cho người chủ khi lên đồ chơi, không cần khoét mũ. Và ở đây người chủ lựa chọn cái cụm đồ nổ cháy on up bên phải kết hợp cụm tăng thương hiệu cho chiếc xe được bạo nhìn hơn so với phần bản, hành trình với ra được ngút ngắn hơn.
Cái dàn chân được người chủ nâng cấp tận dụng đĩa gaffer 260 được bắt vào cái mâm thông qua tác động CNC. Ở dầu heo kích nó còn heo cốt rainbow lục lớn 20 xứng đã được treo lên cái phục thông qua một cái phát treo được gia công dành riêng chuẩn cái size của đĩa đang sử dụng. Trong cái hệ thống treo sau là phục halim bình dầu rời kèm với lò xo đen. Đây được người chủ không thích cái giảm sốc là rất nổi bật nên đã tận dụng cái tông màu này. Trên cái chân phục có những cái nứt chỉnh giúp kiểm soát lực nhúng của phục tối ưu hơn khá nhiều. Phần mica trong suốt để lọc che lọc gió thì đến từ Simfast, được đổ khuôn bằng chất liệu nhựa chống tia UV rất là tốt. Vì vậy anh em cũng không sợ bị đục màu sau dạng dụng dài. Kể khi cái dòng Lead Widow ra đời thì cái dòng bột bún Ross mới được hồi sinh. Đây không phải ai chơi cũng được, ngoại hình của nó cũng là quá dài, quá thô, không hợp xe. Nhưng từ khi cái dòng Taiga này ra đời, hai cái thứ tìm kiếm được là chia cho nhau. Và chiếc xe khá hợp và khá đẹp, không làm mất hậu nên được nhiều anh em chơi xe cũng săn tìm, khiến giá của khẩu súng này ngày càng được đẩy cao hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy chi tiết nhớ like và subscribe.